hàng trăm hộ dân chạy lục trong đêm. Nghệ An mưa to liên tục khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt cục bộ, nước tràn vào hàng trăm nhà dân ở huyện Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Yên Thành. ảnh hưởng của bão Noru. Từ tối ngày 28 tháng 9, huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai mưa to. Gần 20 giờ, nước ở đập Hóc Cối, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Dân cao đe dọa tràn qua thân, sói lở. Chính quyền xã huy động hàng trăm người cùng cán bộ dùng cọc tre bao các gia cố. đến 2 giờ sáng nay, việc gia cố tạm dừng. Hơn 10 mét thân đập có nguy cơ vỡ đã được đắp thêm hàng trăm khối vật liệu. Hiện lực lượng cứu hộ túc trực tại hiện trường để canh giữ đập, ông Nguyễn Văn Quang, chủ tịch xã Quỳnh Tam nói. Khuy cùng ngày, nhiều hộ dân ở các xã như Quỳnh Diễn, Quỳnh Lâm, Quỳnh Hồng, Quỳnh Tam, thị trấn Cầu Giác, huyện Quỳnh Lưu, bị nước tràn vào nhà. Có nơi sâu hơn 1 mét, nước dân rất nhanh, cả gia đình hô hoáng khênh lúa, tủ lạnh và đồ đạc di tản. Hơn một giờ sau, trong nhà đã ngập hơn nửa mét, chị Hà ở thị trấn Cầu Giác nói, từ 18 giờ hôm qua đến sáng nay, lượng mưa ghi nhận tại huyện Quỳnh Lưu là 130mm, có nơi cao hơn. Hiện, mưa đã giảm, nước rút dần, thủy triều đang dâng cao, một số nơi bị công trình cao tốc Bắc Nam đang thi công chắn dòng chảy là nguyên nhân khiến nước rút chậm. Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói, các xã Thanh Mỹ, Thanh Thủy, Thanh Liên, Thanh Xuân, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, đêm ngày 28 tháng 9 có nơi mưa trên 200mm. Ông Lê Đình Thanh Thanh, Phó Chủ tịch huyện Thanh Chương, cho biết lực lượng cứu hộ của huyện và các xã xuyên đêm túc trực tại điểm sung yếu, hỗ trợ dân di dời tài sản, di chuyển lên nơi cao đề phòng lũ quét, sạt lở đất, chưa có thống kê cụ thể. Sông hàng trăm nhà dân ở các xã nói trên đã bị ngập, một số tuyến đường bị chia cắt cục bộ. Sáng nay, học sinh nhiều xã ở Thanh Chương phải nghỉ học, các huyện Yên Thành, Diễn Châu Thị xã Hoàng Mai, thành phố Vinh cũng đang thống kê số hộ bị ảnh hưởng do mưa. Noru là cơn bão thứ tư trên biển Đông trong năm nay, đổ bộ Quảng Nam, Đà Nẵng lúc trạng sáng ngày 28 tháng 9. Bão làm 57 người bị thương, chủ yếu ở Tâm Bảo, Quảng Nam, hơn 3.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Hoàng lưu sau bão khiến hôm qua Bắc Trung Bộ mưa to, phổ biến 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Hòa Bình, Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ mưa 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm.